không, không có khả năng. Cái cô C là chắc chắn cô không có ưng ai trong này hết rồi. Nếu có nha, nếu có cơ hội mà gọi là Hoàng, chỉ có Hoàng và My thôi. Chào mừng các bạn trở lại với Vô Lăng Tình Yêu. Đây là thời khắc quan trọng hé lộ tình cảm của các bạn dành cho nhau. Món quà của ai sẽ thuộc về ai? Chúng ta chờ xem nha. Cái quà này mong là anh sẽ có thực hiện màu sắc và đặc biệt là sẽ giữ ấm cho cơ thể mình. Đây là một món quà rất là ý nghĩa, để nói là cảm ơn vì sau chương trình này đã có một cái tình bạn rất là đẹp, và muốn sau chương trình này chúng ta có thể làm bạn với nhau tiếp tục. Chương trình thì anh có món quà tặng cho em, người bạn đồng hành đặc biệt của anh trong 2 ngày rồi. Thì anh hy vọng sẽ giúp em giữ gìn sức khỏe. Khi mà em uống nước mỗi ngày thì anh hy vọng em sẽ nhớ đến anh. Rồi xong luôn. Không. C món quà này rất mong muốn C và Thảo sẽ trở thành một cái người bạn thân thiết của anh, một người bạn có thể chia sẻ với anh mọi thứ trong cuộc sống. Có không ta? À có này. Ui cái gì nặng trịch vậy? Em nghĩ là hết rồi. Ủa? Con hả? À? Ui con này. Quyển sách, quyển sách. My cũng có những cái lựa chọn riêng của mình. Nhưng mà món quà chuẩn bị từ trước thì xin gửi tặng cho Huyền My. Chắc cái này bự. Chốt được là mình có cảm xúc thực sự với lại mình. Thấy chưa? Kết quả như chúng ta dự đoán, thấy không? Gia đình viên mãn, thấy không? Rõ ràng quá rồi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc lại hành trình đầu tiên của Vô Lăng Tình Yêu. Và trong ba cặp thì cả ba đều tặng quà đúng cho nhau. Nó giống như cái vòng tròn á, nó cũng về lại với cái điểm xuất phát mà thôi. Thế nhưng trong đó thì tôi tin chắc rằng là cái cặp đôi Phát và Cúc này sẽ có một cái gì đó tiến xa hơn một tí. Là có phúc và cát đó. Đến với chương trình nó mang đến một cái kỷ niệm rất là anh sẽ nhớ hoài luôn vậy đó. Đặc biệt là có cơ hội được tiếp xúc với em nữa. Em là người thích ăn hải sản nè, được sống nữa, nên nó trùng với sở thích của anh rồi. Nên là anh đã quyết định là sau chương trình sẽ mời em đi ăn một bữa. Chắc nha. Ok. Ok. Yeah.